chào quý vị. Xin cảm ơn hai bên gia đình, cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Và ngày hôm nay để thay lời tri ân của gia đình, chúng tôi cảm ơn tất cả khách quý đã có mặt đông đủ trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu đến với lễ tân hôn. Và lời phát biểu cảm ơn của vị đại diện đỡ lời cho bà chủ hôn bên nhà trai. Xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu và lắng nghe. Là cái lọ và giờ này nhìn rau ruộng nó là rau to và nhìn mát tên cũng hay sai hay và lúc này ngay là mất công vụ ôi ba mày bắt tân nhìn này bắt tay hết cũng sai hay to và nhìn làm rau đấy mình hay trâu anh chúc hên riêng năm cũng đi cái là hên mọi ruộng lọ cái ba hên mọi loại dân nào cái ba dân nào hên anh nhìn nào đó mình rau ruộng nữa thì mình chưng tao tay hên cũng sai không lọ mà lắc sau mình cái to nào đó thì vâng, kính thưa quý vị, và chúng ta đang nghe lời phát biểu cảm ơn quý vị đại diện đỡ lời chồng bà chủ hôn bên nhà trai. Cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị dành cho gia đình cũng như đôi uyên ương. Và ngày hôm nay để tác hợp với lương duyên của đôi uyên ương, đáp lại tình cảm thân thương của quý vị cũng như lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai, chúng ta sẽ lắng nghe lời phát biểu cảm ơn của vị đại diện họ nhà gái đỡ lời chồng bà chủ hôn bên nhà gái, và xin mời quý vị cùng lắng nghe. Alo, anh nghe là bị la là tò kẻ hạp cho tình cho son cho hơn nữa đó là luôn hết cái nơi á là anh cu lung dì giang á là ban văn mò lần đầu tiên á là anh cu lung mà là thôn tình chú sai đê lại biết á là dòng chú sai thủ ranh là tập trung hơn một đạp ở đó lại tiếp tục mà anh là có cu mơ là dù cha là tôi tình cho ra áp cho tôi còn điêu cho lại biết anh cô là tình chú bôn luôn hình sạc đó rồi lại nghe là anh có cú mơ lượm biết là khách quý tức là vách mơi là quân vách quân mơi là tuông mà là tổ cho ở sau anh bộ rạp rồi lại nghe anh có cú mơ là rạp năm bộ lại nghe anh cú là ca nhát là nó phục vụ là vô điều kiện là văn hình tốt liền hôm nay là luôn tới nơi cái yêu em nàng áo là lượm biết văn văn là nàng áo là ở sau anh á là một tổng phục tổng sai một tục tập khắp trang dâng hên lòng tốt tập mây pháp lòng tốt uôn lan lòng tốt tập chính quyền chấp nhận đấy là hân hân áo là phần tổ chức là phần ách mươi cái hên dù hiên năm một bập lê dù hiên năm một bập gal cái hên đấy là hân hân là gia đình phân nạ ở mi kiêu mà tệ số to rõ lùm rẻ tổ tay bài phục và khác tệ số to vẫn rõ rẻ hân môn hóa quá là phần tập trong cái kỳ dân năng rõ vũ bạn một là bấm ác ngay tỏ so anh đó yên hình cái hắn á là bấm bấm á là dê nhét dê sông năm bộ bấm hình ra kê sô to ta tổng trò luôn tổng bấm ta tổng xe tổng bách cho bó ta đạc hình hơn là anh ta tăng được bấm bấm á là mọi cơ bấm dọn là an toàn là biết bấm hình một kê lệ luôn luôn á và rằng bấm luật pháp nhà nước anh là cục mừng sắp chân vẫn yên tôi kia lại ngơi á năm giao á kê lệ ngầm hai câu làm biết phân phân làm bảo bộ ai tiên xuyên ra cái nào bỏ cái mặt là cơ kia này hình ảnh người tỏ lệ. Và thưa quý vị, chúng ta đã nghe lời phát biểu cảm ơn của hai bên gia đình. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị khách quý đã dành cho gia đình cũng như đôi uyên ương trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, và có lẽ giây phút hồi hộp và chờ đợi nhất của quý vị rồi cũng đã đến. Giây phút mà cô dâu chú rể chúng ta sẽ hạnh phúc nắm tay nhau tiến về tháp rượu cùng khôi sông vay khai tiệc trong niềm vui hân hoan của tất cả quý vị đến với buổi tiệc ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể nắm tay nhau tiến về tháp rượu. Và giây phút hạnh phúc của cô dâu chú rể, mà chúng tôi trân trọng được tuyên bố bữa tiệc mừng lễ tân hôn cho đôi nương chính thức được bắt đầu.
missing piece.